Hoàng đôi là con vô thơ thành xa, con hoàng bơ tiến lên thành xa, hồi cùng nhặt ai tới đất bảo hà, đếm mùi phong nguyệt đó là thật tiên. Hôm nay bách tịch quan hoàng đèn nhang khuya sớm nghi
đắc nhang phục thờ tâm thành nghiệp chức Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng bảy dâm đồng phép màu lục trí thân thông. Lễ mỏng tâm thành hò nguyện con hò vũ con nay. Lễ mỏng tâm thành tay hoa nghiêng chép xa thương cho lòng thành. Tuần mã dâng lên hoàng về nhận mã chứng tâm cho đồng tử đây chính vì an ngôi. Tay ấn linh thiêng chín trăm đạo bùa thanh thổ truyền ban hoàng bảy kiếm vớt nhân gian. Ông Trần Bảo Hà
hồng. Dũng nghĩ quan hoàng bảy người tươi tốt đẹp khác nào để chiều nay ông bảy hoàng ngự đồng nghe đàn hát nhà thu nhà hiền thường thức trà say phụ hoàng say thơ hay ông bảy ngài say hơi thuốc say tan bồng tình ngài say Đức Hoàng bày nhắn ai lên đất ý ha bảo mình ha bảo lên mùi phong nguyệt ý đó là tiên cảnh tiên sáng ô lưu phàm tiên nơ cảnh tiến trên bảo hà ô tiền canh thần tiến trên bảo hà có cây hoa lá vân 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 tôi mỹ nhân vân vân hoa đào lắm ngoài ta người phật phật na xa còn kém xa sáng ô sáng ô liêu phàm xa còn kém xa người phật ô xa còn kém xa mười phật sập linh nghi tình cờ gặp ngàn tiên sáng ô sáng ô liễu phàm tiên nô gặp ô tiên nô tình tình cờ tiên nô gặp ô tiên nô tình tình cờ lọt xanh khen ai mà khéo đúc ý ta bầu lên bầu một ngày được làm đệ tử ý ta cũng là lợi duyên sáng ô liễu phàm duyên là duyên ni đỡ nhiều ô duyên ni là diễn này mà lỡ nhiều lệnh ngục bay phá thập nhị ý tiên làng bị làng tiên làng 12 các cô tiên nữ ở độ xa mạng Hãy subscribe
gật đầu ba ba. Còn có làng ba thúc công công dân xa thì là hợp lý ông bảy bảy bảo hà đất sơn. Tiếng cô lan tư vào đồn đình nhã dầm ngọn đèn cô yêu tỏ tay hoàng tay cầm mà móc tiền. Còn cô làng lắm mang trà thuốc ngắn rừng nắng trà tàu thuốc công từ cái tiên ai xanh. Tiên cô lang sau tình ngào lên nhu mì. Tiên cô lang sau tình ngào lên nhu mì. Sân hoàng một con tuấn mã đền hồ sen hoang sớm ngã. Còn cô lang bệnh lưng ngơ thắt thắt đai cảnh nghĩ ba giờ thì sạch sạch về đồng cô bước xa. Tiền cô lang tám dâng ngã chiến lược ngà. Tiền cô lang sực ngỡ chiến lược ngà. Đôi tay cô tám dài chuốt hoàng bày khen là cô khéo tay. Yêu điệu ái tay tiên cô làng chín nóng. Yêu điệu ái tay đêm đêm cô sách một đôi giày để hầu. Gầy khúc đàn thông cô làm người vào gầy khúc đàn thông miệng ca tay gầy một năm cùng nghe lọt. Quạt nước pha trà tiên cô mười một cô về quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc đôi tay bà sưng ông. Cô thứ mười hai dài chiều chia bài tổ tôm cùng là đánh gian ông bày ủ chi chi. Hoàng tử qua con lang nghi tao mắc bằng đầu mệnh trần gian mà lào tổ chết biên họ vũ họ nguyện con luôn luôn phúc hậu thảo hiền tu tâm mà tịch đức hoàng bày chép biên song song bà. Còn bao kẻ
ước chuyến đi hại người, chọc ngờ trước thời sau. Nỗi nhập sám hối quỷ tâu, sở nguyện ông cho mà như ý sợ cầu tóc tâm. Mực hoàng đen chữ tội, chữ đức đức mà cần đừng có ai khoe. Mình đã dọn vẹn được muôn phần, đừng ai khoe. Mình đã dọn vẹn được muôn phần. Cái tâm kia mà đã kém thiếu hoàng cầm cần đi sao bằng. Đừng có chữ tâm kia mà tự ý tốt hoặc cho kẻ vang ở sau này. Nghe ông bảy xa ông cho nước tiên tẩy sạch nghi bụi trần, thanh cao rồi là người phân thanh cao. Chữ tam tòng chữ đức xin đi họ vũ họ nguyễn nhé. Họ vũ họ nguyễn à, có lễ dân về hoàng nhé. Hoàng về hoàng thương cho phu đê, hoàng ban lộc cho tiên tổ họ nguyễn họ vũ ngày hôm nay à. Cầm về dân trình về tiên tổ nha. Ngày hôm nay ông cắt cung giải mận, ông giải bệnh đường trần cho cái lính cái ghế à. Trước đây có cái lính cái ghế đang nhẹ nhàng mạnh khỏe, đùng một cái lăn ra mà mất đấy. Hôm nay các vong linh nhà ngươi đang ngồi tại đây để dự lễ, để chúc tâm cho nhà ngươi bằng cái tâm cái đức đường trần nhớ chưa. Ông về ông độ cho trước là họ Nguyễn nha. Ông độ cho toàn thể gia quyến nhà ngươi từ già đến trẻ, ai ai cũng trên thuận mà dưới hòa, không phải cãi nhau, không phải lo lắng cái gì nữa nhớ chưa. Ông dẹp âm dẹp dương, ông dẹp đường khẩu cho nha, không phải lo nữa nhớ chưa. Cứ hơi một tí là lại phải nghĩ ông khắc độ cho nhớ chưa. Còn hai người chú tâm mà làm cho ông nha, có đồng nào mà lo mà giữ trong gia đình, chứ không phải bỏ ra ngoài mua cái đó cái kia đâu. Trước ông khắc cho cái nhà cái cửa được như ý nhớ chưa, câu được nhà ông cho nhà đấy nha. Còn cái xe cái cổ cái đường công danh sự nghiệp ông khắc cho lốt để được vợ chồng thuận hòa như ý hiểu chưa. Còn ngươi có bệnh ở trong người, nhưng ngươi phải đi cầu thì mới khỏi, chứ không phải là cứ ở nhà mà đi khám đi chữa đâu nhớ chưa. Bệnh của ngươi có khám nó cũng chẳng ra đâu, ngươi hiểu chạy khớp là gì không? Nay nó đau trên này, mai nó nhảy xuống chân, thì ngươi biết ngươi đau ở đâu không? Ngươi chẳng biết ngươi đau ở đâu đâu, nhưng lúc nào trong người ngươi cũng cảm giác nặng hết cả người lên nhớ chưa. Ông khắc thương, ông khắc độ cho mà nhẹ nhàng, nhưng chăm đi cầu nhớ chưa. Số ngươi có số tụng kinh nhận Phật, phải chăm kêu cầu về kinh về Phật thì con cháu nhà ngươi đời đời lớn mạnh nhớ chưa. Hôm nay ông cắt cho ngươi, ngươi hiểu từ cung chết trẻ là gì không? Ông cắt cho nhé, không phải lo con cái nhà ngươi ảnh hưởng gì đâu hiểu chưa. Ông cắt dẫn đường dẫn lối cho mà làm hiểu chưa. Còn bây giờ ông cho ngươi thanh nhàn hưởng thụ nhớ chưa. Thích cái gì bảo cái gì cứ dặn dò bên dưới có khác làm cho, không phải chật lập lo nghĩ nữa nhớ chưa. Lên đây ông cho lập sức khỏe. Có thì mua mà dùng mà xài nhớ chưa. Cả kể cái quần cái áo mua xong tất yên một chỗ có mặc bao giờ đâu hiểu không. Ông cho này nhá. Còn một đôi bên tai nữa khi nào mang ra mà đeo vào nhớ chưa. Cả đời ngươi biết làm đẹp bao giờ chưa. Tội phải y mang
thì nơi trời sang nghi bùa bốn phương hài nhật linh nhân hài cũng cho con đường mà thoát thật thổ mát hội đồng lạnh hoàng sai thổ mát hội đồng tiệm hoàn tám đương sức quan hoạt động về tổ đội việc hoàng thanh gia cảnh hồng thập thoáng trăng mơ thành nhị nghệ an ni có nghi đức đức thành minh nghệ tỷ quan hoàng mười nắng chỉ trời gương trong trong đất đất đi chỉ trời đầy đầy đông nghi dẹp mờ bắc bắc nghi ra ngoài sáng ngoài đầu đầu nhung nhung
quạt để thêm hạ bút hoa sân quan hoàng mười cái thất bộ để bài thư lý đỗ sau cô kim cổ anh bút pháp tinh nhanh tự nhập thật hoa khai quả kết và cải nghĩa xuân kiểu hoa sắp đặt gọn nghe gàng để mời quán hoàng thập lên ngàn du xuân sông lên đỉnh sát non thần thấy đức hoàng thập người đàn du xuân ở trên nở ngàn thùng dũng nghi đứng đứng tựa thành nghi bà vàng vàng em hát tiếng đà đà thông thông nghe xe nhìn lên ngọn núi chân đèo nhìn lên ngọn núi chân đèo suối dòng nước chảy rút rút xeo quanh quanh ở xưa đi xa thoáng thoáng bụi hương không bằng một con xa hương nghĩ sầu gần xa xôi nhích lại thêm gần mà rằng xa xôi nhích lại thêm gần ngắm hoa rồi lại tần gần hoàng bước xa mắt mắt nhìn thăm thăm mở phương xa kia đôi nhạc chim mẹ nó xả cục thơ bay cảnh trời mà tươi nghi đẹp lắm thay cảnh trời tươi đẹp lắm thay nhìn xem cảnh ấy lòng lạy hoàng bền yêu trong nghi đền hoa hồng nghi chuông chim đón ông người là giai nhân hoàng là tài tử văn nhân ông người là tài tử văn nhân hoàng vô trong động để tay lưng bước mạnh đạo đến hồ sen lâm tiền đến hồ sen đây kết khách lâm tiền hoa cô tỉnh thái 12 cô tiên đi theo hầu xa xa một chú tiểu đồng và rằng xa xa một chú tiểu đồng mời ông vô công đồng để ông ngồi bình gió này đông bức mạnh đưa đường quân tự lộ trình về Thái Nguyên để tay tiên giòn chén rượu đà nhất ơn ơn sư sức nên để lòng các con mới nâng mời là mời rước quan hoàng người xơi ô xơi rước quan hoàng xơi để tay tiên chuộc chén rượu đào nhìn tuần đà lưng nên bề ngọc để các cô lâm mời
mới là đời. Rước quan hoàng bưởi rơi các cô lực mời rước quan hoàng sư. Ta bôi chút chén rượu đào, tam tuần chúng dâng lên bệ ngọc các con mới nâng mời mà mời rước quan hoàng bưởi rơi. Ô sơi rước ông người sơ. Hôm nay tiệc vui, đệ tử họ Nguyệt họ Vũ con về đền hồ sẽ đây để bạc ghế hầu hòa. Rước ông người về ngày sáng đến xa phụ để hòa chứng tâm cho hai đệ tử họ Vũ họ Nguyễn có ngày hôm nay có lòng tâm ghi nhớ nhung mà ước ao vô được đền ông để cho con thỏa mong báo thàng nghệ ngày. Ngài về chứng
nhang khói bay rừng cùng đàn đi cả đầu cho bách xa theo về rừng cùng đàn quang hoàng hải đoan xa hoàng ban tài cho ghế ông cho chúng dân trong làm hiền chúc cho ghế bóng đèn đồng sang làm năm tháng an lành suốt đời cháu còn bình an lạy tại lòng hoang mang cho các ghế trên trần xa cho chúng dân an lành nhà nhà bình an nay ghế ông nhất tâm hoàng gia như vui với đền vui với người hoàng vui với đời đi thỉnh ông này phải ông về ông thưởng cho cái phú thế họ Vũ họ Nguyễn rồi ông thưởng cho Bách Giá trăm họ ở tại cả đền rồi ông phải về sứ nghệ về đền của ông để ông trưng lễ cho các lính các kế đang ở trong đền đang cầu đến ông nhỉ. Ông chính chào các gia các chủ, gia đình họ Vũ họ Nguyễn tiên chí mà làm mà ăn ông khắc độ mệnh, ông khắc độ trì nhớ chưa? Ông chính chào các tỉnh các lễ. Sẽ ác mây vàng trên tường thiên, sẽ ác mây vàng cưới con xích điều giấc quan hoàng người về bên thủy Nghệ An. Thanh xa hồi cùng loạn sáng lên trời lúc thanh nhàn cô loạn xa lên trời anh tàu sắm đủ thanh xa hồi cùng tiên cô đôi nhan sắc nết là thì mời cô xuống thanh xa hồi cùng là bóng cô bãi hiền xanh là bóng bóng cô ba người xưa vẫn gọi tiên cô ba thác hàm nề tu khi chúng linh bên hàn sơ khi chúng linh nghe có cô nghi bơi thoải sáng sinh phụ đời còn ai vẫn đi ngược về xuôi sông bao có nhiều nước cổ thương người chốn nơi quê nhà đền
ba bông. Chốt nơi quê nhà vì đời cô vững nghĩ lại vượt qua tiền thác cạnh. Lên Đức Phật Từ Bi.
gấp vang ngàn hàng ngã cũng gấp gấp ngàn dày tôi tỉnh xuống nghe dương gian chức nữ giang ba bông hai hoa hoa ngọc trầu trong lâu đài tròn mười tám đôi hàng mười tám đôi hai tuổi cô chừng là mười tám đôi hai hình dung nhan sắc lửa nhang xuyên nai bền lê mỏng tâm thành họ vũ con họ nguyện con xin lê mỏng tâm thành cô về trường lê chép biên cho lòng thành thử đây xin vị an ngôi xa trung thình vừa nghi lộc tài hoan vân chức rằng sở nguyện tòng tâm tay ân linh thiêng chín trăm đạo bùa thanh thanh tổ truyền ban cô về cứu người trần xa lệnh đinh như một chiếc thuyền rộng khi em trời mẹ lái sóng to cầm chèo cố lên tiếng xô qua khoảng hơi xô qua chân bước xuống thuyền khoảng lại họ khoan phách phách là phách phách nhân khoảng hơi xô qua phách phách hai đời gì khoan khoan xô họ phách phách ba cầm chèo khoan lại ý họ thuyền mở lái ra họ xô qua chèo tôi cô chèo khoan khoan xô họ hàn thác chèo ra khoan lại ý họ ba bóng đền đây thì khoan hơi xô khoan xuôi ra bãi đỏ khoan khoan xô hò qua bao suối cùng khe hò xô khoan nhấp nhô đàn đà khoan khoan xô hò để tạm biệt sơ khoan lại hò khoan nước cử lại lá hỏi xô khoan biệt lại cười duyên khoan hơi xô khoan dâng dâng câu vạn thủ khoan hơi xô khoan mười hai cửa về khoan xô hò cô bơ vân du hò xô khoan góc góc biệt chân khoan khoan xô hò thông thông mây cưới gió khoan lại cứu người chân ra khoan hơi xô khoan cô sức nhớ ra hò xô khoan ngày hôm nay hò xô khoan họ trương mơ hồ khoan khoan xô hò quay mũi thuyền về khoan lại hò khoan bản đến hồ sẽ khoan hơi xô khoan là lời ngờ đầu khoan hơi xô khoan đèn xinh xinh cạnh đẹp khoan khoan xô hò một mùa phong phong qua khoan hơi xô khoan thuyền là thuyền cô khoan hơi xô khoan lơ lửng bên xa khoan hơi xô khoan tới hồ tới hồ khoan xô hò đôi tay xin cô mơ gác mãi cầu nói lên ở đền khoan hò xô khoan về đền hồ sen tu đo lòng người tình tình tang tình tang tình tình ta mặt tròn ba ngất cổ kiêu môi son má phân mỹ miều lệ na sông thác tắc khan như rốt ninh ngã ba ơi ngựa ngã ba ngựa sông thuyền bè xuôi
huynh ngược phải nhớ đến cô xa tay. Xa tay chỉ bệnh hành phù đề ơi. Rộn ràng bạn đến đây nghe tấp lập rộn ràng xe lăn đón rước cô bước về thoại cùng thanh thanh ra ngồi cùng ngồi đến thờ cô sau cây bóng xuống xe nối xa hồi cùng trong sông nguyên xưa cô chín bật mẫu trong sông nghiền cái kêu thành cô hầu trong y ba tòa cô lấy làm vì nhà xanh xí tết vòng nghi trông trong già đi trước đèn thực thực nữ công chúa song sơ song nhang hai quang thập cờ siêu vang miên chiếu từ trung an tích tăng cung sang kim phùng hoàng thân cận thanh thanh chúa tiên trung vương được thanh tân mọi bề từ đây an vị sinh ngô tay ân linh thiêng chi trăm đạo bùa thanh tổ xuyên ban cô thể cứu người trần xa mặc đến quạt cô chín lại thương họ vũ thanh đồng tình ta tình ta tình nhớ tình nhớ ta gió lốc sơn hà cô chín quạt cho gió lốc nghỉ sơn hà quạt cho làng nữ trẻ cũng già được thêm ba tươi tình ta tình nhớ tình nhớ ta đã bước về đây chân chân cô đã bước về đây gieo mầm mờ nhân nghĩa bắc cầu thì cầu vinh hoa tình ta tình nhớ tình ta thank you.
Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An kẻ vô cầu tự rút chân nhà về thờ lòng. Lòng người như nước nghiêng mùa thu. Lòng người như nước mùa thu nghi thơm nhuận. Cây cỏ bốn mùa tốt tươi kìa tay tìa. Tay tiên tìa lá Covid nở cành. Đinh Nhật Chí kì trên tiên cung ca. Đinh Nhật Chí kì sen loan đọt sức của chính về mộ mỗ sông sư thanh giá. Hồi cung đông mỏ bao xa tiên cô làng người thay xa hồi cùng trên ngàn dương văn cô bé trên ngàn tình mời cô bé suối ngàn ngàn xuôi xéo đỉnh non thác rộn lưng lưng đèn. Lập miếu lên thờ nhớ tiên cô bé
xuôi từ ngàn mì xưa con chuyển non cao in số cô về tiền chẳng nghĩ thanh gió mát cô bé đua thuyền xèo chơi quanh quanh có thuyền ngược bè xuôi ý. Cô đi xa bắc
mang đường xa nỗi gian lạt đi cô ngại gì con đường xa cách chợ hôm nay vì đồng đẹp như hoa lở trước ngày đầu xuân thương ai chấm chấm đinh nhận đồng xưa qua cô hái được mấy bông, cô sai tay bị tay quý dâng lên cốc không ta đồng chiều lạnh. Thank you.
là ngân hàng anh ôm dòng sơn sang tình nhân tình bằng xuống mang sang mang mai mang nương ôm lắm đầy đàn có tên xin hai đi tìm bồ đào xuống đây anh đi đem bụng sang bồ đào xuống đây mà cũng sang về đời đến lộc xa cô mang về mà lộc cần mang đi
xa sừng núi bao xa sừng ở răng hà thương đông cô ta xa về đây xanh về đây thương hạt xanh về đây đôi tay nhìn đột bước nhanh mạnh mạnh đào
mới tùy tội đi. Tháng tám tiếp cha tục truyền, tháng tám mi tiếp ở trái, tháng ba tiếp nghỉ mẫu cổ tiên. Nhị bái thượng hàn hình, tam bái thoại cung, tứ bái vạn linh, ngũ bái năm phương, bình thân cổ lễ. Gần đi Phật xa sao, lễ tạm xưng nên tìm ngân, lễ tạm xưng nên tổ về trực lễ, chứng tâm cho lòng thanh từ đây chính vị an ngồi, tuân mã xưng nên cầu về nhật mã, chứng tâm cho đồng từ đây chính vị an ngồi. Ăn ở nhất tâm cậu thương họ Nguyễn thương
họ Vũ ăn ở nhất tâm. Lộc gần cậu đem đi đến, lộc xa cậu đưa về. Này cậu, ôm này nhá, họ Nguyễn họ Vũ nhá, đâu tỉnh tỉnh, họ lại bài họ về bài gì đồ khen nhá, họ ơi bảo chúng đẹp chúng bù, họ chúng đủ nôn ngang nhá, họ chúng tâm cho chủ nhân bản gì họ Vũ nhá, ở cho ông tâm rồi, họ chúng tâm cho đồng đại họ thương ôm này hầu hậu nhá, trong người họ chúng tâm cho hai phu thê này nhá, mà hôm nay mà thiết nhập làm chàng là chim để được thông danh là họ Vũ to nhá. Ông bà mẹ, ông đi tôi từ tháng đến giờ bây giờ họ mới về đến đây để chứng tâm cho họ Nguyễn họ Vũ đây nhá. Thế mà hôm nay họ Nguyễn họ Vũ nhá, mà ông to tất cả người âm cùng đi trên đại đền nhá, xong rồi tụ nọc nhá, xong rồi cả người tần cũng có nọc nhá, để rồi họ về cầu thương cho tất cả mọi người ngày hôm nay ai về cũng khỏe mạnh bình an nhá. Một cậu cho về người nhá, mà đi tươi cậu cho về tốt nhá. Hôm nay cậu về trước là cậu chứng tâm cho họ Nguyễn họ Vũ này, sau rồi cậu chứng tâm cho uống kiểu này, cho cái đứa này này nó thi cử nó học anh nó tốt nhá, xong rồi cậu cho nó bất nghịch nghịch nhá, xong rồi ăn ngon như cũ nhá, không quên của bố mẹ nhá. Hôm nay cậu về ban đầu tiếp tài cho họ Nguyễn họ Vũ cậu. Có cái nọc này to này, cậu to để làm ăn để khỏe mạnh nhá, xong rồi cậu về cậu bắt nọc cho bách ta ta mọ ai cũng có sức khỏe nhá. Hôm nay cậu có một chút nọc đỏ, nọc này người cần người ta gọi là tiền nhá, nhưng mà cậu về cậu cho cái nọc này cậu gọi là sức khỏe nhá, ai mà nhặt được nhiều thì người ấy khỏe mạnh nhá, ai không nhặt được thì thôi. Để cho đọc mọi người nhá, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng bình an nhá. Nhìn nào, ra. Ô, này, cậu về, chúng tâm cho cậu nhá. Cậu về cậu vui à, cậu mắt đã hả tâm nhá. Có đủ nễ, đủ mã dâng cậu mà cậu cũng thương nhá. Xong rồi, cậu toàn nễ hôn lên nhá. Ô to, ô Nguyễn này, ô Vũ này, vợ chồng thì hòa thuận nhá. Xong rồi, nói cái gì cũng hiểu cho nhau, không có cái gì về thích ẩu đâu nhá, không nói ra nói nào nhá, ông ngồi cậu cho vợ chồng cứ thế mà làm ăn nhá, có tin con nữa không, cậu cho đi, còn một con trai đúng không, nó đang ở đây nhá, hôm nay cậu cầu siêu cho nó về đền rồi, ngày mùng một ngày rằm phải mang lễ ra đây để xin nhá, nó các phù hộ cho nó đi đến một người trung tuổi mà ở nhà mà gọi là ông ấy nhá, hôm nay nó đến đây cùng thì nó xin ở lại đền âu to rồi, cứ mùng một ngày rằm đến đây nhá, cậu các độ cho nó đi kêu cầu sức khỏe rồi tài lộc cho, nếu thua cậu về cậu to nộp tu chê ai họ nhá. Ông đi từ tháng đến giờ bây giờ cậu phải về lên thiên đình đây, cậu về cậu tấu mỡ tấu ra cậu tấu cho họ Nguyễn họ Vũ nhá, cậu phải đi về đây, cậu xin chào tất cả mọi người nhá, cậu chào các ta các thủ ai cầu gì cậu cũng to nhá, cậu bé với mẹ với cha thứ ở con bé với người trần nhá, nhưng mà cậu về cậu thương người trần lắm nhá, cậu xin chào mọi người, cậu đi đây, cậu xin chào tất cả mọi người. Vang vang xuống mã phi về khi trời phố cắt đứt cậu về tung đôi cung hồ sen thanh ra hồi cung thượng châu. Châu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu chim oanh ơi,
vàng tung cánh về châu động tiên. Vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng đẹp.